Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 46 dự án đầu tư của Singapore, tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ du lịch, dịch vụ hàng hải, với tổng vốn đăng ký 2,34 tỷ đô la Mỹ. Trong buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng lãnh sự Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Roy Kaur, hai bên đã cùng nhau trao đổi về những thành quả mà Bà Rịa Vũng Tàu đạt được trong 30 năm thành lập, trong thu hút đầu tư của tỉnh thời gian tới với những lĩnh vực ưu tiên: công nghiệp chế tạo, logistics, xây dựng hạ tầng đô thị, du lịch. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước đã được thành phố Vũng Tàu tổ chức tuần qua. 30 năm thành lập, thành phố Vũng Tàu đã có những bước chuyển vượt bậc. Năm 1991, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 271 tỷ đồng, nay tăng lên 82.500 tỷ đồng, thu ngân sách từ 14 tỷ đồng lên hơn 5.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người từ 500 đô la Mỹ một người một năm lên 8.000 đô la Mỹ một người một năm. Thành phố Vũng Tàu không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Năm 1999, thành phố Vũng Tàu được công nhận đô thị loại 2. Đến năm 2013, được công nhận đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Năm 2020, Vũng Tàu được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trao tặng danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN. Đón năm mới 2022 cũng là ngày cuối tuần, lượng du khách đổ về Bà Rịa Vũng Tàu vui chơi tắm biển rất đông. Dự báo được tình hình, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã chủ động đảm bảo an ninh trật tự và các phương án phòng chống dịch. Sở Du lịch cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các bãi tắm biển, cơ sở lưu trú từ 1 đến 5 sao về chấp hành quy định phòng chống dịch. Thống kê của ngành chức năng, hầu hết các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch đều hoạt động hết công suất. Các cơ sở cũng tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành chức năng và địa phương. Tháng cuối năm 2021 là thời điểm nông dân trồng trái cây trên địa bàn tỉnh càng tất bật chăm sóc vườn cây để kịp đưa ra thị trường sản phẩm ưng ý nhất. Năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, giá các loại trái cây thời điểm này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ mọi năm. Thêm nỗi lo thị trường tiêu thụ kém nên nhiều nhà vườn đã giảm diện tích sản xuất. Vì vậy, ước sản lượng trái cây Tết năm nay trên địa bàn tỉnh cũng giảm đáng kể. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, dự báo sản lượng trái cây vụ Tết giảm mạnh từ 30 đến 40% so với mọi năm. Nhiều diện tích đất núi do nhà nước quản lý tại núi Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa trong thời gian qua bị người dân lấn chiếm và xây dựng nhiều công trình. Sau nhiều lần vận động, người dân chỉ mới tự tháo dỡ một phần. Vì vậy, tuần qua, Ủy ban Nhân dân phường Kim Dinh đã phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố Bà Rịa tiến hành cưỡng chế các công trình xây dựng sai phạm tại khu vực đất núi thuộc địa bàn phường Kim Dinh để xử lý dứt điểm vụ việc lấn chiếm đất núi trái phép. Sau khi thực hiện cưỡng chế tháo dỡ xong, Ủy ban Nhân dân phường Kim Dinh sẽ lắp đặt bảng báo quản lý đất công tại đây. Địa phương cũng sẽ tiếp tục theo dõi giám sát để không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.